Rồi, hôm nay Nam xin chia sẻ cho các anh chị cách mà Nam đang quản lý tiền. Đây là cách quản lý tiền mà Nam đã học được của những người thành công và giàu có, và Nam đã áp dụng quản lý tiền những năm gần đây và cũng rất là hiệu quả. Đầu tiên, để quản lý được tiền thì chúng ta phải biết chúng ta đang có bao nhiêu tiền. Có rất là nhiều anh chị và đa số luôn không biết là trong túi mình hiện tại đang có bao nhiêu tiền. Chính xác là không biết mình có bao nhiêu tiền. Thì anh chị phải ngồi kiểm đếm, kiểm tra lại xem là hiện tại trong túi, trong người, trong nhà mình đang có bao nhiêu tiền, trong tiền mặt, tiền trong tài khoản, tất cả các loại tiền thì mình có bao nhiêu tiền để chi tiêu sinh hoạt hàng ngày, để mình còn biết mình chi tiêu. Chứ có nhiều anh chị không biết mình có bao nhiêu tiền nên chi tiêu hơi lố, đúng không? Đầu tiên để quản lý tốt thì mình phải biết bao nhiêu tiền, và hàng ngày mình phải biết là mình có bao nhiêu tiền ra và bao nhiêu tiền vào, có nghĩa là lợi nhuận về bao nhiêu và chi phí phải chi ra bao nhiêu thì mình phải nắm được, biết được. Có cách để Nam theo dõi hàng ngày đó là mỗi cuối ngày này mình phải ngồi lại, mình kiểm tra xem thử là ngày hôm nay mình có bao nhiêu tiền về với mình và ngày hôm nay mình đã chi ra bao nhiêu tiền. Đó, mình sẽ làm một cái bảng, một cái quyển sổ ha, một cái quyển sổ A4. Đây Nam chia ra 4 cột. Cột đầu tiên là cột ngày, ngày tháng này, mình ghi ngày để theo dõi này, theo dõi hàng ngày. Cột thứ hai là cột dòng tiền. Cột dòng tiền này để mình cộng và trừ những cái số tiền mà ra vào hàng ngày của mình đó, ra vào tài khoản của mình hoặc ra vào trong tiền mặt của mình đó. Cột thứ ba là cột lợi nhuận nha. Có nghĩa là những khoản tiền mà ngày hôm nay về với mình, những khoản tiền ngày hôm nay mình thu vào đó là cột lợi nhuận. Và cột chi tiêu. Cột chi tiêu là những cái chi phí ngày hôm nay mình chi ra, ví dụ như tiền đồ ăn, đồ uống hay là tiền học cho con, những cái tiền nhà, tiền nước, thì đó là khoản chi tiêu mà mình theo dõi hàng ngày. Đó là mình hãy theo dõi hàng ngày và theo dõi cuối ngày, mình cộng trừ xem ra, mình ghi ra và cộng trừ xem là trong ngày hôm đó thì mình chi tiêu bao nhiêu và cuối ngày thì mình còn có bao nhiêu tiền. Đó là mình cách để mình theo dõi dòng tiền hàng ngày. Rồi bước thứ hai đó là mình phải có cho mình một cái quỹ. Quỹ này là phải là gọi là quỹ tự do tài chính nha. Quỹ này là quỹ tự do tài chính. Mình sẽ trích ít nhất là 10% thu nhập của mình, 10% lợi nhuận. Còn nếu anh chị nào có mức thu nhập cao, lương cao thì có thể bỏ nhiều hơn càng tốt, nhưng ít nhất tối thiểu phải là 10%. Để hiểu hơn tại sao lại 10% thì anh chị có thể đọc và đọc cái cuốn sách này, Người giàu có nhất thành Babylon. Đây là cuốn sách cơ bản dạy về tài chính cho những người, cơ bản nhất cho những người mới bắt đầu nha. Cuốn sách này cực kỳ hay, và trong cuốn sách này thì có những cái phương pháp hướng dẫn cho mình quản lý về tài chính. Trong đó có một cái bước rất là quan trọng, đó là bước trả cho mình trước, có nghĩa là bỏ quỹ tự do tài chính. Số tiền này sẽ để tích góp để mình đầu tư gia tăng tài sản, có thể là đầu tư dài hạn như là nhà cửa, hay là có nghĩa là đầu tư vào tài sản hoặc công việc kinh doanh của mình, chứ không phải là đem ra để tiêu, chứ không phải là bỏ vào được một thời gian thấy nhiều rồi đem ra mua áo quần mặc. Không có phải nha anh ơi, không có phải như vậy, mà cái số tiền này để mình đầu tư gia tăng tài sản cho mình, giúp mình tự do tài chính. Đó, có hai cách bỏ. Một là đối với những anh chị mà làm công ăn lương, thu nhập cố định mỗi tháng thì mỗi tháng anh chị bỏ một lần là 10%, ít nhất là 10%. Còn đối với những anh chị kinh doanh như Nam thì Nam bỏ hàng ngày, bỏ mỗi ngày, ngày nào mình cũng bỏ và ghi chép lại, bỏ và ghi chép lại vào trong sổ là để và mình kiểm kê xem là mình có bao nhiêu quỹ tự do tài chính rồi. Số tiền này cái thói quen này sẽ tạo cho mình, cái thói quen này sẽ tạo cho mình cái sự tập trung về tài chính. Đó, để giúp cho mình đạt được sự tự do tài chính. Và mình tập trung vào cái gì thì cái đó mở rộng. Nên là mình tập trung vào quỹ tự do tài chính thì dòng tiền của mình về rất là nhiều. Đây là việc làm rất là quan trọng, và tốt nhất là mọi người hãy nên làm hàng ngày. Mỗi ngày hãy bỏ ít cũng được, ví dụ như 10.000, 20, 50, 100, bao nhiêu tiền cũng được, nhưng mà hãy làm hàng ngày để duy trì thói quen tập trung vào quỹ tự do tài chính của mình. Rồi, bước thứ 3 đó là trước khi mua một cái đồ gì thì anh chị hãy khoan đã mua ngay lập tức. Ví dụ như là bây giờ đi qua một cửa hàng áo quần, muốn mua một chiếc áo, thấy một chiếc áo rất là đẹp và mình rất là thích nó, nhưng khoan, đừng có mua ngay lập tức. Lúc đó hãy dừng lại, hãy kiềm chế cảm xúc lại và đặt cho Nam 3 câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, chiếc áo này mình có thực sự cần thiết không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, nếu nó cần thiết thì khi nào mình nên mua chiếc áo này? Có nghĩa là nếu mà cần thiết thì có phải mua ngay bây giờ không? Hay là mai mua cũng được, mốt mua cũng được, hay là để tháng sau mua cũng được? Đó.
Và câu hỏi thứ ba là giữa chiếc áo này với là quỹ tự do tài chính của mình thì cái nào quan trọng hơn? Nếu mà chiếc áo này thực sự cần rồi, mình rất là cần rồi thì mình hãy mua. Còn nếu chiếc áo này chưa có cần lắm, có cũng được mà không có cũng chả sao, thì thôi mình hãy để tiền để mình bỏ vào quỹ tự do tài chính của mình để trả cho mình trước. Trả cho mình trước ở đây có nghĩa là trả cho đầu tư gia tăng tài sản mình trước. Còn khi mình mua chiếc áo này thì mình đang trả cho người khác, có nghĩa là doanh lợi nhuận của người này là chi phí của người khác. Mình mua áo là mình đang trả cho cái anh bán áo, cái shop áo quần đó giàu lên. Còn mình đang mua cái áo này về là mình muốn mua cái chi phí đó, đúng không anh chị ơi? Nên là hãy nhớ rằng trước khi mua cái gì, khoan đã, mua ngay lập tức, mà hãy đặt ba câu hỏi Nam vừa chỉ. Rồi cách thứ tư, bước thứ bốn, đó là cái bước đó là đối với anh chị nào mà hay bị mượn tiền á, anh chị nên cái lưu ý cái chỗ này Nam chia sẻ nha. Ở cái chỗ mà hay mà để mượn cho người khác mượn tiền á, vay tiền á, thì thứ nhất là chỉ cho vay cho người nhà người thân máu mủ ruột thịt vay tiền. Thứ hai, nếu mà cho bạn bè đối tác làm ăn của mình mà mình muốn giúp họ thì phải là những người uy tín, những người chất lượng và mình muốn thực sự muốn giúp họ. Mà nếu cho vay á thì không có cho vay hết. Ví dụ như là họ muốn vay 10 triệu thì mình chỉ cho vay khoảng 2 đến 3 triệu thôi. Họ muốn vay 100 triệu mà mình muốn giúp họ thì cho họ vay khoảng tầm 20 đến 30 triệu thôi. Chứ đừng có cho họ vay hết. Bởi vì lúc này họ đang mượn tiền là họ đang gặp những cái vấn đề cần thiết và khó khăn. Ví dụ như họ không có trả tiền cho mình được hoặc là họ chạy ra chuyện gì đó. Thì cái số tiền 20-30% nó cũng không quá là nhiều và mình số tiền này mình có thể giúp họ. Mình cũng không quá tiếc và mình cũng không quá bận tâm về nó. Đó không phải là tất cả số tiền mình có. Đừng bao giờ đem cái số tất cả số tiền mình có cho người khác vay. Bởi vì tiền là sinh mạng của mình, tiền giúp mình ăn uống, mua sắm hàng ngày. Nếu mà tất cả số tiền của mình đang có đưa cho người khác vay thì khác gì mình đang giao sinh mạng của mình cho người khác đâu. Đó, đây là cái cách mà Nam dùng 4 bước để quản lý tài chính. Anh chị hãy nếu mà thấy hay thì có thể học theo cái cách của Nam. Nhớ là cố gắng đọc cái cuốn sách Người giàu có nhất thành Babylon. Cuốn sách này rất là hay, cực kỳ hay, chia sẻ cho chúng ta cách quản lý tiền rất là hiệu quả. Rồi, xin chào cả nhà nhé.